thề nó xong. Bài kinh hôm nay mang tên là Kinh Hiền Ngu Bà Lát Bằng Đi Tát Xuất Căn. Kinh hiền số 129, trong số 122 kinh. Kinh này là Kinh Hiền Ngu. Bà Lát, Bằng Đi Tát, Xuất Tăng. Bà Lát, Bằng Đi Tát, Xuất Tăng. Bà Lát, Bằng Đi Tát, Xuất Tăng. Bà Lát là người ngu. Ba Lá là kẻ ngu. Bằng Đi Tát dịch là người trí. Xuất Tăng là kinh. Hiền ngu kinh hay là hiền trí. À, xin lỗi, trí ngu. À, ngu trí kinh. À, ngu trước Ba Lá là người ngu. Bằng Đi Tát là người trí. Xuất Tăng là kinh. Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch là Kinh Hiền Ngu hay là Hiền Ngu Kinh. Bản gốc của nó là Bằng Đi Tát, có nghĩa là người trí, người trí tuệ. Theo cái bản tìm hiểu Kinh Trung Bộ tập 3 của Hòa Thượng Thích Trân Thiện thì mình có tóm tắt như sau. Kinh Hiền Ngu là kinh đề cập đến các đặc tướng, đặc tánh, quả báo trong hiện tại và tương lai của hai hạng người: hành thập ác nghiệp và hành thập thiện nghiệp. Thế Tôn dạy bài kinh này khi đang trú tại tịnh xá của ông Cốc Cô Độc. Một thời Thế Tôn ở Sa Bách Thí, Xá Vệ, Chê Ta Oa Ná, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông A Na Tháp Bình Đi Cát, Cốc Cô Độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các tỳ kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không ác hành ác hạnh, rồi làm sao kẻ trí biết được người ấy? Người này là người ngu, không phải là chân nhân. Và này các tỳ kheo, vì rằng người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy người trí biết người ấy, người này là người ngu, không phải là bậc chân nhân. Người ngu ấy
Này các tỳ kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại khổ u. Này các tỳ kheo, nếu người ngu ngồi giữa hội chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay ngã tại ngã ba ngã tư đường, tại đấy nếu có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về nó, nếu người ngu, này các tỳ kheo, sắc sanh lấy của không cho, theo tà hạnh trong các dục, nói láo say rượu men rượu nấu, thời ở đấy này các tỳ kheo, người ngu ấy suy nghĩ như sao? Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp người ta về vì những pháp ấy thật có nơi ta và ta có những pháp ấy. Này các tỳ kheo, đây là loại khổ thứ nhất người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỳ kheo, người ngu thấy các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Chúng đánh bằng roi, đánh bằng gậy, đánh bằng côn, chúng chặt tay, chúng chặt chân, chúng chặt tay chân, chúng xẻ tay, xẻ mũi, xẻ tay, cắt mũi, chúng dùng hình phạt vặt dầu, chúng dùng hình phạt bối đồi hình, xẻ đỉnh đầu thành hình con sò, chúng dùng hình phạt la hầu khẩu hình, quả mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, chúng thủ hình đốt tay, khu hành hình lấy rương bệnh lại rồi siết chặt, bì y hình lấy vỏ cây làm áo, linh dương hình hình phạt con dê núi, câu nhục hình lấy câu móc vào thịt, tiền hình cắt thịt thành hình đồng tiền, khối chấp hình chuyển hình cao đập đài, chúng tưới bằng dầu sôi, chúng cho chó ăn, chúng đóng cọc những người sống, chúng lấy gươm chặt đầu. Ở đây này các tỳ kheo, người ngu nghĩ như sao? Do nhân các ác hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm có phạm tội liền áp dụng những hình phạt sai khác. Chúng đánh bằng roi, chúng đánh bằng gậy, chúng đánh bằng côn, chúng chặt tay, chúng chặt chân, chúng chặt tay chân, chúng lấy gươm chặt đầu, vân vân. Những pháp ấy có thật nơi ta và ta có những pháp ấy. Nếu các vua chúa biết về ta, các vua chúa ấy sau khi bắt ta liền áp dụng những hình phạt sai khác, vân vân. Này các tỳ kheo, đây là loại khổ thứ hai người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi người ngu leo ngồi trên ghế hay trên giường hay nằm trên đất, lúc bấy giờ những ác nghiệp nó làm từ trước như thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành treo nằm, treo áp, treo đè đến nó. Ví như này các tỳ kheo, vào buổi chiều những bắp bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất. Cũng vậy này các tỳ kheo, khi người ngu ngồi trên ghế hay ngồi trên giường hay nằm dưới đất, trong khi ấy các ác nghiệp quá khứ của nó, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành treo nằm, treo áp, treo đè đến nó. Ở đây này các tỳ kheo, người ngu nghĩ như sao? Thật sự ta không làm điều phước, không làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi, do không làm điều phước, vân vân. Làm điều tội lỗi nên phải đi đến ác thú. Ác thú ấy sau khi chết ta phải đi, nó sầu muộn, than gian, than khóc, đấm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các tỳ kheo, đây là sự khổ thứ ba ngay trong hiện tại người ngu phải cảm thọ. Này các tỳ kheo, kẻ ngu kia sau khi thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về nó, phải nói rằng nó hoàn toàn không tốt, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Cũng như muốn nói một cách đúng đắn về địa ngục, phải nói rằng địa ngục hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Về vấn đề này, này các tỳ kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự đau khổ của địa ngục. Khi được nói vậy, một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ được không? Thế Tôn đáp: Có thể được, này các tỳ kheo. Ví như này các tỳ kheo, có người bắt một tên trộm cắp, dẫn nó đến trước mặt vua và thưa Tâu Đại Vương: Đây là một tên trộm cắp phạm tội, hãy hình phạt nó như Đại Vương mong muốn.
Và vị vua ấy nói như sau về tên trộm ấy: này các ngươi hãy đi, và vào buổi sáng hãy đâm người này với 100 ngọn giáo, và buổi chiều đâm người ấy với 100 ngọn giáo, và buổi trưa đâm người ấy 100 ngọn giáo. Này các tỳ kheo, này các ngươi, người ấy ra sao? Tâu đại dương, nó vẫn còn sống. Rồi vua lại nói như sau về tên trộm: này các ngươi hãy đi vào buổi trưa đâm người này 100 ngọn giáo, và buổi chiều chúng đâm người ấy 100 ngọn giáo, rồi buổi chiều này các ngươi, người ấy ra sao? Tâu đại dương, nó vẫn còn sống. Rồi vua lại nói như sau về người kia: này các ngươi, vào buổi chiều hãy đâm người này với 100 ngọn giáo, và vào buổi chiều chúng đâm người ấy với 100 ngọn giáo. Này các tỳ kheo, nhà ngươi nghĩ thế nào? Người ấy bị đâm 300 ngọn giáo buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, do nhân viên ấy có cảm thọ khổ u hay không? Và Thế Tôn, chỉ với ngọn giáo đâm một lần, người kia do nhân viên ấy cũng cảm thấy khổ u, còn nói gì đến 300 ngọn giáo? Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ lớn bằng bàn tay và nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì lớn hơn, hòn đá này to bằng bàn tay do ta lượm lên, hay núi Tuyết Sơn, Hy Mã Lập Sơn, Du Các Lò Núi? Thật là quá nhỏ. Bạch Thế Tôn, hòn đá này lớn bằng bàn tay do Thế Tôn lượm lên, so sánh với Tuyết Sơn, Vua Các Loại Núi, nó không đáng kể gì. Nó không bằng một phần ngàn vạn lần của núi Tuyết, nó không thể so sánh được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, người ấy bị đâm bởi 300 ngọn giáo, do nhân viên ấy cảm thọ khổ u. Khổ u ấy so sánh với khổ u ở địa ngục không đáng kể gì, không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục bắt nó chịu hình phạt gọi là địa ngục năm cọc. Chúng lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, chúng lấy cục sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay thứ hai, chúng lấy cục sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ ba, chúng lấy cục sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ nhất, chúng lấy cục sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, chúng lấy cục sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực, tức là bàn tay thứ nhất, bàn tay thứ hai, bàn chân thứ nhất, bàn chân thứ hai và giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm thọ đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng nó không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của nó chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục bắt nó nằm xuống và lấy búa chặt nó. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng nó không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của nó chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược nó lên, nó chân phía trên đầu phía dưới và lấy búa chặt nó. Người ấy ở đây cảm thọ nhưng không thể mệnh chung khi ác nghiệp chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục cột nó vào một chiếc xe, kéo nó chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ chưa được tiêu trừ, người ấy ở đây cảm thọ đau khổ và không bị mạng chung vì ác nghiệp chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục đẩy nó lên, kéo nó xuống trên một sườn núi đầy than rừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ nhưng không thể mệnh chung vì ác nghiệp chưa được tiêu trừ. Rồi ngài các tỳ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược chân nó phía trên đầu phía dưới, quăng nó vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạc nước sôi sùng sục, khi thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang,
Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ khốc liệt, nhưng nó không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của nó chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, những người dưới địa ngục quăng nó vào đại địa ngục. Này các tỳ kheo, đại địa ngục có bốn góc, bốn cửa chia thành phần bằng nhau. Xung quanh nó có tường sắt, mái sắt lợp lên trên nền địa ngục bằng sắt, nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng, luôn có mặt, rộng 100 do tầng, mỗi do tầng 16 cây số. 100 do tầng là 1.600 cây số. Này các tỳ kheo, với rất nhiều pháp môn ta nói về địa ngục, nhưng thật khó nói cho đầy đủ. Này các tỳ kheo, vì đau khổ địa ngục quá nhiều. Này các tỳ kheo, có những loại sanh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn cỏ, chúng ăn những cỏ ướt và khô với răng nhai nghiền chúng. Này các tỳ kheo, những sanh vật ấy thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn cỏ là gì? Các loài ngựa, là trâu, là bò, lừa, dê, nai hay các sanh vật khác thuộc loài bàn sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Này các tỳ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm cái ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, những loài hữu tình ăn cỏ. Này các tỳ kheo, có các sanh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn phân, chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng chúng tôi sẽ ăn ở đây. Và như các bà la môn chạy đến, ví như các bà la môn chạy đến, ngửi được mùi lễ xanh, mùi lễ tế xanh, nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn ở đây. Cũng vậy là các tỳ kheo, có loại sanh vật thuộc bàn sanh, có hơi thở và ăn phân, chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy đến, nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn ở đây. Và này các tỳ kheo, các sanh vật ấy thuộc loại bàn sanh, có hơi thở và ăn phân là gì? Các loài gà, heo, chó, chó rừng, dã can hay tất cả các loài sinh vật khác thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn phân. Này các tỳ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm cái ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, những loài hữu tình ăn phân. Này các tỳ kheo, có các loại sinh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối. Này các tỳ kheo, những sinh vật ấy thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và chết trong bóng tối là gì? Các loại côn trùng, con sùng, con dòi, con sâu đốm, các loại sinh vật khác thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sống trong bóng tối. Này các tỳ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình, tức là các loài hữu tình sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối, chết trong bóng tối. Này các tỳ kheo, có những loại sinh vật thuộc bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. Và này các tỳ kheo, các loại sinh vật ấy thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước là các loài cá, loài rùa, cá sấu hay các sinh vật khác thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. Này các tỳ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi tăng hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. Này các tỳ kheo, có các loại sinh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh. Này các tỳ kheo, các sinh vật ấy, các loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh là gì? Này các tỳ kheo, các loài hữu tình sanh ra trong các cá thúi, hay già trong cá thúi, chết trong cá thúi, hay trong tử thi, hay đồ ăn thúi, hay trong vũng nước, sanh ra trong đầm nước nhớp, già chết trong đầm nước nhớp. Này các tỳ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi tăng hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong bất tịnh,
già trong bất tịnh và chết trong bất tịnh. Ta, này các tỳ kheo, với rất nhiều pháp môn ta nói về các loài vàng xanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ. Này các tỳ kheo, vì đau khổ ở các loài vàng xanh quá nhiều. Này các tỳ kheo, ví như một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương đông thổi nó trôi qua phía tây, hay một ngọn gió từ phương tây thổi nó trôi qua phía đông, hay một ngọn gió từ phía bắc thổi qua phía nam, hay một ngọn gió từ phương nam thổi trôi qua phía bắc. Có một con rùa mù cứ 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Này các tỳ kheo, các người nghĩ thế nào, con rùa mù ấy có thể đúc cổ nó vào trong lỗ cây này được không? Nếu được, có được chăng nữa, là Thế Tôn thời chỉ được một lần sau một thời gian rất lâu dài. Còn mau hơn, này các tỳ kheo, con rùa mù ấy có thể chui vào cổ khúc cây và là có lỗ hổng kia. Nhưng này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại một khi người ngu bị rơi vào lõa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các tỳ kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các tỳ kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau, ăn thịt kẻ yếu. Và này các tỳ kheo, nếu người ngu sau một thời gian rất dài có được làm người trở lại, thời nó sẽ sinh ra trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đăng tre, trong gia đình người làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, hay trong những gia đình nghèo khổ không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng không có tiền, cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, bệnh mù hay có tật què hay bị bại, nó không thể có được các đồ ăn đồ uống, vải xe vòng khóa hương liệu, giường nằm chỗ trú xứ ánh sáng. Nó hành thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Vì thân hành thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, sau khi tâm quả mãn chung sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như này các tỳ kheo, mọi người đánh bạc, trong canh đổ bạc đầu tiên mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các tỳ kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên này nó mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy người ngu do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi tân quả mãn chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu. Vì nghe tôi đọc một đoạn thấy cảm ơn bài kinh này không? Cảm ơn bài kinh này, Đức Phật đã dạy bài kinh này cho các tỳ kheo ở thành Xá Bệ. Người ngu là gì? Ở đây bài kinh này nói thế nào là người ngu và cái tương lai của người ngu, cái kết quả của người ngu. Người ngu là cái người nó nói theo A Tỳ Đàm thì người tham sân si. Người ngu nói theo kinh thì phạm vào thập ác nghiệp. Người ngu nói theo giới, nói theo luật thì phạm giới. Nói theo kinh là người này người ác, phạm vào 10 cái ác nghiệp: sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân. Nói hai lưỡi nó độc ác nói dối, rồi thập ác nghiệp. Mà bản tóm tắt của Hòa Thượng Thích Thân Thiện có đề cập tới đây nè: hạng người hành thập ác nghiệp. Và người ngu nói theo tâm lý học Phật giáo, nói theo A Tỳ Đàm, Abhidhamma, thì là người ngu là người có tham, tâm tham, tâm sân, tâm si. Vì sát sanh là tâm sân, trộm cắp là tâm tham, có khi tâm sân. Tức ai đó mình lấy rồi của người ta thì là tâm sân. Nhưng muốn lấy rồi mình xài là tâm sân, tâm tham. Rồi tà dâm là tâm tham. Nói dối là tâm tham hoặc tâm sân. Nói dối là mình có tiền rồi mình muốn có thêm tiền nữa, mình nói dối mình không có tiền để người ta cho mình, thì mình nên lường gạt, tâm tham. Nhưng mà rồi mình nói dối là
là để mình tức cái người đó, mình không thích người đó, người ta mượn tiền mình nó không có thì mình nói tâm sân. Rồi mình uống rượu bằng tâm tham hoặc tâm sân. Mình uống rượu khi mình buồn á, mình đi uống rượu là tâm sân. Nhưng khi mình vui mình đi uống rượu á, đi nhậu nhẹt á là tâm tham. Cho nên cái đòi cái người mà học Phật của mình á, cái vị giảng sư á, là nó phải giỏi cả kinh tạng, cả luật tạng và cả A Tỳ Đàm. Thì khi phân tích á, thì cái người nghe phân tích nhiều cái cạnh khác nhau á, thì cái người nghe người ta sẽ dễ lãnh hội hơn. Thì cái người ngu là gì? Ngu là người theo kinh như vậy, theo luật như vậy, theo A Tỳ Đàm như vậy. Ở hiện tượng lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành nó cho người ngu theo kinh là ở ác, đúng không? Người trí á, theo kinh là ở hiền. Còn nó ở đây là nói người, ở đây mình còn nói cái tục đế. Tục đế tức là nói về con người. Nó tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, vân vân. Nhưng mà nói về tâm thì người ta xét về cái tâm. Cái tâm tham là thằng người ngu, cái tâm sân là người ngu, tâm si là người ngu. Để mình so sánh coi là một ngày như vậy đó, mình có bao nhiêu lần tâm tham sân si thì mình xuất hiện cái người ngu mình đó, nó bao nhiêu lần đó. Như hồi nãy tôi thấy mấy thầy ngồi không tập trung thì tôi bực bội lên, tôi nói thì tôi thành người ngu rồi, tâm sân, đúng không? Một trưa nay tôi ăn đồ ăn thấy nó ngon quá, thích quá, tâm tham, cũng tôi cũng là người ngu trong trưa nay. Mà nếu đồ ăn mà nó không vừa ý vừa lòng tôi bực bội, rồi tâm sân, đó là người ngu theo phân tích theo tâm lý học Phật giáo hay là A Di Đà hay là Abhidhamma. Người ngu theo luật thì là phạm giới đó. Cho nên là cái đó là cái bằng định nghĩa người ngu. Thế nào là người ngu? Đó là định nghĩa người ngu. Người ngu có ba khía cạnh: về kinh, về luật, về A Tỳ Đàm. Cái nào mình cũng dính vô hết. Bởi vì có thể nói theo kinh tôi đâu có ác gì đâu, tôi tu mà tôi có ác đâu, thì vì có thể thoát khỏi được cái người ngu của cái quan niệm về kinh là tôi không ai là người ác, tôi người hiền chứ sao tôi ác. Bảo là mình quan niệm về luật thì tôi cũng đâu có phạm giới, cho nên tôi không phải người ngu. Nhưng mà nói tới A Tỳ Đàm thì tôi vẫn là người ngu, vì tôi không kiểm soát được cái tâm tham sân tâm si của tôi. Nó hoạt động mạnh mẽ như một cái nhà máy mỗi ngày. Như vậy thì tôi cũng rơi vào người ngu, không thể là người trí. Đó là định nghĩa thứ nhất, thế nào là người ngu. Thứ hai là cái người ngu đi đến đâu, tương lai của người ngu là chỗ nào. Quý vị nghe tôi đọc rồi xong rồi không cần giải thích nữa, đọc đoạn kinh này là hiểu rồi, là có thể hồi hướng về được rồi, đúng không? Về sớm ha, quý ma dữ vậy, chứ mới đọc bài kinh không à? Về sớm hả? Dạ. Người ngu hơn người trí, người ngu, đúng không? Trí mà trí tệ, chứ mấy trí tuệ, trí tệ, trí nó tệ quá. Và thì nghe đọc bài kinh xong là hiểu rồi, không cần giải thích nữa. Nhưng mà giải thích để người ta giải thích cho mình nhiều khía cạnh khác nhau. Còn về nội đẩy về kinh thì mình hiểu rồi đó. Người ngu là gì? Kết quả của người ngu là như thế nào? Chiều qua tôi giảng ở cái lớp kia thì là kinh Thiên Sứ cũng đề cập đến các mô tả các cảnh giới địa ngục. Có năm vị thiên sứ xuất hiện ở cõi đời. Đó là cái sự sanh, đó là cái sự già, đó là cái bệnh, đó là cái hình phạt và đó là cái chết. Năm vị thiên sứ đến gặp chúng ta nhưng chúng ta không có chào, không có hỏi, không có mời ngồi, không có mời uống nước, không có rước vô nhà. Cho nên chúng ta quên lãng đi, và khi quên lãng đi chúng ta không có sợ, không có hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi cho chúng ta làm những điều ác. Và sau khi chết thì xa là địa ngục. Bài kinh này cũng lặp lại cái địa ngục đó. Hai bài kinh này, bài kinh 129 và bài kinh 130. Trong kinh Trung Bộ thì hai bài kinh này là mô tả cảnh giới địa ngục. Còn có một cái quyển của tiểu bộ kinh là mô tả cảnh giới ngọ quỷ, đó là
ngã quỷ sự, những câu chuyện về ngã quỷ, bê ta bất thuốc. Và ở đây thì mô tả về bàn sanh và địa ngục. Bàn sanh thì có loại súc sanh ở dưới nước, ở trong phân, ở trong vật bất tịnh, vân vân, ở trong bóng tối. Địa ngục thì quý vị nghe liệt kê rồi, các cảnh giới địa ngục. Ở đây có một cái thí dụ rất là hình tượng. Đó là gì? Rất là rõ nét. Đâm 100 hoặc 300 ngọn giáo nhưng mà cũng không thấm thía gì cái đau khổ ở địa ngục. Nếu mình làm người mà người ta đâm mình một ngọn giáo là mình thấy điên hồn rồi, mình đau nhất rồi. Mà đâm 300 ngọn giáo, mà đâm 300 ngọn giáo này mà so với địa ngục thì cũng chẳng có gì. Một cái chi tiết nữa mà quý vị phải lý nha. Thường thường mà quý vị tôi nghe tôi cũng nói nhiều lần, chúng sanh sanh làm người rất khó, nhân thân năng đắc, cái chăng mà nó xa phải tính là phân. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời có thai. Sanh làm người có dễ đâu, nhân thân năng đắc. Thì Đức Phật đây, cái thí dụ mà con rùa mù 100 năm nó trồi lên mặt nước là nằm trong bài kinh này. Thì thế nên sau này quý vị dẫn chứng, dẫn chứng trong cái tài, trong cái bài làm của mình, trong cái bài tiểu luận của mình, hoặc là cao hơn nữa trong cái bài luận văn thạc sĩ tiến sĩ mình, thì cái ký nằm ở đâu, ký này nằm đâu, nằm trong bài kinh này, bài kinh 129 này, kinh Hiền Ngu Bà La Bành Đề Ta Sutta, có đề cập đến cái chuyện là con rùa mù. Đức Phật lấy ví dụ con rùa mù 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần, có một tâm dáng con lỗ hổng, con rùa mù có thể chui trong tâm giác được không? Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn khó vô cùng. Nhưng mà Đức Phật nói là sinh làm người cũng khó hơn cái đó nữa. Đây là một thí dụ. Nhiều khi quý vị nói nghe cái này nghe nó quen rồi nhưng không biết nằm đâu, không biết nằm đâu. Đó. Bây giờ hôm nay mình phát hiện nằm đây, thì quý vị phải chép cái đoạn này ra, ghi chú cho rõ. Bài kinh này là kinh Hiền Ngu, người hiền và người ngu, người ngu và người hiền, và Đức Phật có đề cập đến đoạn này. Đương nhiên Đức Phật không phải nói cái đó ra để hù mình đâu, để dọa mình đâu, để đe dọa mình không phải, mà chuyện có thật 100%. Chuyện qua tôi nói cho cái lớp kia là gì, tôi không thích tại sao là nó khó sanh làm người. Có một đoạn kinh khác, người nói rằng người đi lên bằng hai cái sừng con bò, người xuống bằng số lông con bò. Trong lớp này mình 100-200 người, ai đi lên ai đi xuống, đúng không? Rồi mọi người đi, tôi đi lên, tôi đi lên, tôi đi lên, thì ai đi xuống? Và người nào đủ tiêu chuẩn thì đi lên. Đó. Mình sống 80 tuổi, 80 năm, cho mình sống 80 năm đi, hoặc 70 năm, và 100 năm, hoặc 60 năm, lấy chuẩn từ 60 năm, 70 năm, 80 năm và 100 năm. Thì trong 80 năm đó, hết 40 năm là ngủ rồi, đúng không? 40 năm là mình ngủ rồi. Mình ngủ là một ngày một đêm như vậy thì khoảng 8 tiếng đồng hồ. Ban ngày thì ngủ 2-3 tiếng gì đó, rồi là ngủ khuyến mãi hay nữa, đây gọi là ngủ nướng. Ngủ nướng là ngủ khuyến mãi, đúng không? Đó. Nên thành ra 80 năm thì 40 năm là ngủ rồi, 40 năm là ngủ rồi. Mà ông bà mình nói ngủ nhiều ngu, thành ra 80 năm, 40 năm là người ngu, đúng không? Ông bà mình nói vậy hả? Trong kinh tôi chưa thấy nói câu đó. Nhưng mà ông bà nói mày ngủ nhiều ngu rồi. Ông sư phụ mình nói mày ngủ nhiều ngu rồi, thì thanh đang ngủ rồi ngu, đúng không? Nhưng mà trong Ai Thì Đàm á thì không thể chấp nhận cái câu đó được. Khi ngủ á là nó vô ký, nó không thiện, nó không bất thiện. Cho nên không, nếu mà ngu á là bất thiện ngu. Nếu định nghĩa bài kinh này bất thiện ngu, tham sân si ngu. Nhưng mà khi ngủ á mình không có tham sân si, trừ khi
mớ ác mộng, thì cái tâm đó có thể tâm sân. Bình thường ngủ êm đềm thì tâm đó tâm vô ký là không thiện, không bất thiện, cũng không thiện. Như vậy thì 40 năm đó là bỏ rồi đó, không tính rồi. Như vậy tôi sống có 40 năm, nếu sống 60 năm thì 30 năm là bỏ, còn có 30 năm. Rồi trong 40 năm đó quý vị đi học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 là khoảng 20 năm, lớp trời, lớp lá, rồi tới lớp 1, lớp 2, rồi tới lớp 12 là 20 năm, đúng không? Rồi học thêm 4 năm đại học là 24 năm. Nên 18 mà trừ 6 như vậy là còn 12 đúng không? 18 mà trừ 6 năm đầu á, từ lúc mà từ nhỏ đến 6 tuổi đó, đến 5-6 tuổi á, thì cái tuổi này cũng không có, đâu có làm gì việc thiện đâu, đúng không? Từ nhỏ đến 6 tuổi quý vị có làm việc thiện gì không? Hay là cứ khóc đòi mẹ cái này đòi mẹ cái kia? Thành ra từ 1 đến 6 tuổi cũng là người ngu, giận hờn rồi á, mè nheo rồi á, là khóc lóc rồi kia, là nó cũng người ngu rồi. Rồi từ 6 tuổi đến 18 tuổi, 12 năm đi học, bồn chồn lo lắng, điểm nó ra bị thấp rồi buồn, điểm nó cao thì mừng là vui là tham, mà điểm nó thấp thì buồn giận rồi sốc, cũng người ngu luôn. Rồi cộng thêm 4 năm học đại học, quý vị học đại học ở đây 4 năm gì? Đó. Rồi cũng lo lắng rồi, cũng phiền muộn rồi, cũng vui. Rồi cũng là người ngu luôn. À. Như vậy thì 18 cộng với 4 là 22. 18 tuổi. 18 tuổi cộng với 4 năm là 22 tuổi. 22 tuổi cộng thêm 3 năm học, nếu quý vị học thêm tới thạc sĩ thì 3 năm đó là 25. 25 rồi thêm 5 năm học tiến sĩ nữa là 30. Như vậy 80 tuổi, 40 năm ngủ là người ngu, 30 năm đi học thì vừa ngu vừa hiền. Rồi là còn lại có 10 năm. 40 năm mà sống á, 40 năm sống thì hết 30 năm lo rồi, xây sở học hành rồi. À, còn lại có 10 năm. Mà 10 năm như vậy đó thì hết 5 năm là thời gian chết. 5 năm là thời gian chết. Thời gian làm cái chuyện không có ý nghĩa gì hết, đúng không? Ví dụ đi bộ đường đây, cái đá chân cái, rồi cái tới ngồi xuống cái cũng mới nghĩ hết. Thời gian chết, đúng không? Rồi ngồi học bài nhưng mà cuối cùng là cũng là bâng quơ, rồi là suy nghĩ là du dơ. Đó. Thành ra 10 năm, còn 5 năm là thời gian chết. Chỉ còn có 5 năm là tập trung là sống thôi. Nhưng mà sống có 5 năm. Và 5 năm sống này thì không phải sống hết trọn 5 năm. Cũng vừa chết vừa sống rồi thôi. Bán sống bán chết. Tại 5 năm này là cũng phiền não rồi, cũng phóng vật rồi, cũng hồi nãy quý vị ngồi thiền 10 phút, 15 phút, bao nhiêu phút tập trung? 15 giờ tôi cho 10 phút ngồi thiền đi. Thì xin hỏi quý vị bao nhiêu phút tập trung? Chánh niệm thiệt đó. Còn bao nhiêu phút là bị buông lung, phóng vật. Nên nó không có bao nhiêu hết. Thật sự có 10 phút ngồi thiền, nhìn hình ảnh quay phim này, chụp hình lên là cũng là số 1 La Mã rồi đó. Nhưng mà trên thực tế nó cũng có mấy phút ngồi là thật sự mình có chánh niệm. Thấy không? Cho nên cái thời gian của cái người ngu hành động trong số 80 năm, bao nhiêu phần trăm thời gian để làm sao đi lên được, phải đi xuống thôi, đúng không? Đó là chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang đi xuất gia, chúng ta đang tu, chúng ta đang học. Còn những cái người đang chạy xe ngoài đường kia, mai bao nhiêu kia thì sao, đúng không? Những người đang chạy xe ngoài tỉnh lộ 10 được sao? Rồi những cha mẹ anh em của mình đang ở người quê thì sao? Các hàng con cháu mình ở quê thì sao?
Họ là cái người nào? Bandita hay là Bala? Bala hay Bandita? Bala. Đúng không? Mình là người tiên tiến nhất kìa. Mà khi tôi muốn tích rồi thì thấy cũng không bao nhiêu. Huống hồ chỉ là những người ngồi kia. Thì Đức Phật này nói người đi lên bằng hai cái sừng con bò, người xuống bằng số lông con bò là chính xác cho mình đó. Không thể sai khác được. Đó. Rồi một đoạn kinh khác: chúng sanh từ cõi người sanh lại làm người rất ít, chúng sanh từ cõi người sanh thẳng xuống súc sanh ngạ quỷ a tu đà rất nhiều. Ở trong này nó có một đoạn hay nha. Tại sao mà chúng sanh mà khó sanh làm người, mà nhất là sau khi bị đọa vào bốn đường ác đạo rồi, súc sanh ngạ quỷ a tu đà địa ngục, thì những chúng sanh này không có cơ hội để mà làm việc lành. Giống như chiếc xe tụt dốc vậy đó, xe hơi mà tụt dốc mà đứt thắng nữa, làm sao đi lên được? Đi suy nghĩ đi, là kinh này hay đó. Tức là chúng ta khi đọa vào cái cảnh khổ rồi, nhưng mà bàn sanh ở trong bóng tối, bàn sanh mà ở trong phẫn, mà bàn sanh ở trong nước, sanh ra trong nước rồi sống trong nước rồi chết trong nước, rồi sanh ra trong vật bất tịnh rồi sống trong vật bất tịnh rồi chết trong vật bất tịnh, làm sao có cơ hội? Làm sao có cơ hội để mà làm việc thiện, để mà có cơ hội đi lớn, để có một cái vé để đi lớn? Không có. Đó. Cuối cùng tôi nói cho quý vị nghe, 152 bài kinh này bài nào cũng cần của chúng ta hết. 152 bài kinh Trung Bộ này bài nào cũng cần chúng ta hết. Quý vị nghe tôi giảng một ít bài rồi gì, nhưng 152 bài kinh Trung Bộ này bài nào cũng cần chúng ta hết. Bài này cũng rất cần. Bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng rất cần. Bài kinh Khu Rừng cũng rất cần. Bài kinh Thừa Tự Pháp cũng rất cần. Bài kinh Tất Cả Lợi Hoặc cũng rất cần. Bài kinh 131 này, Nhất Dạ Hiền Giả này cũng rất cần. Nhưng mà với thời lượng 45 tiết học mà trên thực tế này cũng không tới, thì mình học chỉ một số bài tiêu biểu thôi. Còn phần còn lại tôi xin trả lại về cho quý vị, mỗi vị phải tự học lấy. Làm sao trong cuộc đời này học được, tự học được 152 bài kinh này, thì tôi xin nhiệt liệt chúc mừng. Bộ kinh này tôi học 3 năm với Hòa Thượng Thích Minh Châu à. 4 năm, từ học năm 80 đến năm 84 mới xong. Mới xong 3 bộ kinh này. 152 kinh này. Cứ mỗi tuần Hòa Thượng dạy ngày 2, 6, chiều thứ 2 lên, rồi Hòa Thượng lập ra những đạo, đọc từng câu, rồi phân tích, rồi đọc, phân tích. Mà 3 năm trời mới học hết. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp lớp 12. Lúc đó tôi đi vào trong Sài Gòn này và tôi có cơ hội tôi được đến giảng hạnh, tôi học cái lớp Phật học gia giáo đó, là cái người mà giảng trực tiếp là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà học hết 152 bài kinh mà tới bây giờ thì cũng quên hết rồi. Còn quý vị không học bài nào sao nhớ, đúng không? Mà học có đâu chừng 5-7 bài này thì càng không nhớ nữa. Mà bởi vì sau khi học một số bài kinh là thấy kinh điển nguyên thủy thì cần không? Cần. Có nhiều vị nói kinh điển tiểu thừa này học chi, mà học kinh đại thừa đi. Học kinh điển tiểu thừa này là nhỏ bé lắm. Mà trong đó kinh điển này bây giờ học có mấy bài mà thấy bài nào cũng cần cho mình ấy. Bài nào cũng cần ấy. Dù là kinh điển tiểu thừa hay đại thừa, đây là những món ăn, đúng không? Vậy thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị cho quý vị ăn bánh pizza của Ý, ăn riết quý vị ngán không? Ngán không? Ngày nào ăn ngán không? Ngán. Nhưng mà quý vị ăn bánh mì, ăn khoai mì, ăn khoai lang, ăn cơm này kia thì ngày nào cũng ăn. Thấy chưa? Và đây là những món ăn, những món ăn. Kinh điển tiểu thừa, kinh điển đại thừa, kinh điển nguyên thủy, hay là những cái bài pháp của Đức Phật dạy xa dạy gần, đó là trực tiếp gián tiếp gì, đây là những món ăn. Món ăn nào mình thấy thích hợp mình cần thì mình ăn, không cần thôi. Dầu đó là kinh điển nguyên thủy mà mình không cần mình thì mình cũng ăn. Dầu kinh điển đại thừa mà mình cũng không cần, mình không thích hợp cơ thể của mình thì mình cũng ăn đâu có được, đúng không? Đó. Mà mới trích dẫn một ít bài thôi, chưa tới 10 bài mà mình tôi thấy bài nào cũng cần cho chúng ta hết. Cái bài kinh này đọc thấy cần lắm. Cũng cảm ơn Đức Phật đã giảng bài kinh này.
Và cảm ơn những cái vị sư hồi xưa kết tập bài kinh này. Mà hôm nay mình có bài kinh này chứ, mình mới đọc, mình chỉ đọc qua thôi, mình thấy mình cũng là thâm nhập được Phật pháp rồi một phần nào đó. Đó là cái phần thứ nhất, gọi là người, gọi là cái người ngu. Người ngu là người gì? Bây giờ tôi xin hỏi quý vị một câu, bao nhiêu phần trăm có người chúng ta là người ngu và bao nhiêu phần trăm là người trí? Bao nhiêu phần trăm thời gian là người ngu và bao nhiêu phần trăm thời gian là người trí? Bao nhiêu? Hả? Ông thầy xin thầy Bảo Hiển cho biết coi. Bao nhiêu phần trăm thời gian của thầy là người ngu và bao nhiêu phần trăm thời gian của thầy là người trí? Thành thật khai báo đi. 10% là người trí. Cái gì vỗ tay ủng hộ thầy, nó thật lòng đi, nó thật lòng đó. Thầy 10% chứ tôi có 1%, thầy cao hơn tôi rồi đó. Tôi thấy tôi có 1%, tôi sắp lên đường rồi. Tôi tổng kết lại 60 năm cuộc đời tôi, tôi thấy tôi chỉ có 1% là người trí thôi, còn lại 99% là người ngu. Nó trắng vậy đó. Vậy cái hy vọng mà cái hy vọng mà đi lên nó khó, đi xuống thì dễ lắm. Thế nào mà mốt xuống tập cái thầy lại chứ. Thì người ngu phải đi xuống, người trí phải đi lên. Mà tôi bảo đảm tôi chỉ có 1% mà. Ông thầy này được 10%, 1% là yếu thôi, đừng có đi xuống thôi chứ sao đi lên nổi. 9% kia nó nặng hơn, nó kéo mình lại chứ. Còn mình có 10% mà, làm sao mà dùng dãy được với 9% kia, đúng không? Đó. Cái lòng tham của mình nó 90%, còn cái lòng vô tham mình nó có 10%, là mình làm sao mình đi xuất gia nổi, làm sao mình đi xuất gia. Cái lòng tham mình đối với cuộc đời này, đối với thế gian này nó 90%, cái sức nặng nó 90%, còn chỉ có 10% là làm sao mình kéo về phía người đi tu được. Đó. Chứ quý vị thấy cái số lượng người tu đâu có nhiều người. Ở Việt Nam mình còn lác đác thì chứ còn đi nước ngoài cũng không có người. Người đi tu mặc dù họ biết Phật pháp, họ tu, họ nghe lời dạy Đức Phật, nhưng mà họ kêu họ đi tu cũng khó lắm. Hiện nay như kỳ rồi tuyển sinh có 13 cái gì biết không, xin phép là tuyển 600 người mà số thí sinh đi nộp hồ sơ có 300 người. Giấy phép thì cho phép mình tuyển 600 người mà thông báo ra rồi là chỉ có 300 người đi nộp hồ sơ đi thi. Đi thấy không? Khóa tới này chắc còn 150 rồi. Cái người tu nó hết rồi. Sản xuất không kịp. Đấy vậy. Đi thấy không? Cho quý vị mà ráng học, ráng tu thì đừng có bỏ dở nửa chừng. Đừng có nửa đường mày ráng gãy gánh. Rồi cuối cùng để mà có cái người tu để gìn giữ Phật pháp, để mà duy trì Phật pháp nó cũng không phải dễ, khó. Và cái số người mà đi học rồi đi ở lại tu mà để nổi bật lên làm cái vai trò leader, tức là người lãnh đạo, cũng không có, khó lắm. Để mà tiến lên thành một cái người mà có cái quyền lực mềm, tức là cái người mà có sức thuyết phục người khác, nói người ta nghe bằng tự đáy lòng ta, cũng khó lắm. Đó. Trong số những người đi học ở đây mà trở thành những nhà học giả tên tuổi nổi tiếng thật sự cũng không có. Hoặc là trở thành những cái người, những giảng sư, pháp sư có tên tuổi, có thẩm quyền cũng không có được. Như quý vị thấy từ khóa 1 đó, từ khóa 1 đến khóa 12 là quý vị đó được đào tạo bài bản chứ, kinh điển là cũng đầy đủ hết, nhưng mà xuất hiện bao nhiêu giảng sư mà có tên tuổi không có. Qua ban pháp trung ương đào tạo nhiều lớp, đào tạo giảng sư, đào tạo cái người ra cái nghề đi giảng, nhưng cuối cùng để xuất hiện cái người đi giảng mà có thẩm quyền, hoặc là có tên tuổi, hoặc là có số thuyết phục cũng không có được, cũng để động tại. Tức là trong số những người không đi tu thì những người tu rất rất nhiều, nhưng mà số người tu rất ít như chúng ta đây.
Và trong số những người đi tu trong cách này, để mà trở thành những người xuất chúng về nghiên cứu, về giữ giới luật, về học hành, về giảng kinh thuyết pháp, nó cũng có người. Ở trong cái bài thuyết pháp mà tôi học cũng năm 1980, 81, 82, lúc đó Hoàng Thượng Thích Minh Châu ngày giảng một cái bài, ngày trích giảng một cái bài kinh tiếng Anh mang tên là Listening to Dhamma. Listening to là nghe, Dhamma là pháp, của ngài gọi là Khantipalo, người nước ngoài, người Tây Phương. Thì ngài nói cái người đi tu, cái người mà đi chùa, và so với những người mà không đi chùa thì cái người không đi chùa nó nhiều lắm. Còn cái người đi chùa á, gì? Và những cái người mà đi chùa mà chịu khó ở lại nghe thuyết pháp á, thì ít hơn nữa. Giống như cái người mà đi tu á, thì 50-60 ngàn người. Nhưng mà cái người mỗi ngày mà ngồi nghe giảng kinh, giảng pháp như quý vị đâu có nhiều người. Không có, đúng không? Có trường trung cấp Phật học là chỉ có vài 30 người. Có trường trung cấp Phật học thì được 100-200 người. Học viện chúng ta ở đây là được khoảng chừng 600 người. Cái top 11 này ra, còn cái top 12 này cũng mấy trăm người, cộng top 11 khoảng 300 người nữa, thì cũng chưa tới 1000 người. Đúng không? Làm sao phấn đấu một cái trường đại học Phật giáo mà trên 20.000 người vô học? Khó. Tại mình muốn phấn đấu lên một cái trường đại học mà số lượng, lượng sinh viên nó khoảng chừng vài chục ngàn người là sẽ có, đúng không? Đó. Thì cái số người mà ngồi nghe, nghe giảng trong cái bài pháp này nè, tôi đang nói trong cái bài giảng của ông Hòa Thượng Thích Minh Châu, ngày giảng ngày dựa theo cái bài pháp ngày dịch, ngày đọc, ngày dịch, ngày đọc, ngày giảng cho nghe bài pháp của ngài Khantipalo, Listening to Dhamma, lắng nghe chánh pháp. Thì cái ngài tác giả nói rằng cái người ngồi nghe pháp mà chú tâm thì ít hơn cái người ngồi mà ngồi nghe pháp hiện tượng. Hiện tượng là cũng ngồi nghe, cũng gật đầu, cũng chú ý này kia, nhưng mà thật sự chú tâm là ít hơn. Rồi cái người mà ngồi chú tâm mà nghe mà hiểu ít hơn nữa, đúng không? À, rồi cái người mà nghe hiểu rồi mà đem ra thực hành á, còn ít hơn nữa. Rồi cái người đem ra thực hành mà có kết quả càng ít hơn nữa. À, tôi thấy không? Nếu cái lớp mình nghe 100-200 người, nhưng mà chú tâm nghe, nhưng mà cái người mà hiểu được á là ít hơn. Cái người mà chú tâm nghe ít hơn, mà cái người hiểu ít hơn. Mà hiểu rồi đem ra thực hành chứ, ít hơn nữa. Mà cái người thực hành mà có kết quả càng ít hơn nữa. Nên cũng chúc mừng quý vị là những người trong cái số ít trong cái đó. Mà trong số lượng ít ỏi đó, để trở thành người trí, không phải là người ngu, để không bị đọa như trong bài kinh này mô tả, là cũng khó rồi. Nên khi mình nghĩ tới đây, mình tự nhiên mình phải cố gắng lên, chứ không mình rơi đến mấy cái địa ngục này mình chết. Mà rơi vào đây rồi thì cái mà vĩnh viễn là khó ra, khó ra lắm. Như trong kinh nói rồi, không có điều kiện để mà nghe pháp nữa, vô địa ngục mà ai giảng pháp nữa, đúng không? Mà nóng muốn chết rồi ngồi nghe sao nói. Ở đây mình có quạt máy rồi có gió nó vào, chứ ở đó không có, mà sao nghe? Mà có ai xuống đó giảng đâu? Đó, mình thấy không? Cái tương lai của chúng ta là vậy đó. Nói cái này không phải hù dọa, nhưng mà nói này để gì? Để khích lệ chúng ta. Rồi cố gắng hãy gấp rút làm các việc thiện. Kinh Phật Cú nói, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Chắc chắn vậy. Cho nên quý vị là những viên ngọc quý, nhớ vậy đó. Đây là những viên ngọc mani, những viên ngọc quý. Đó, thấy chưa? bây giờ học riết tới 3:30 nghỉ luôn, không có giải lao. Tại tôi chiều nay tôi bận có công việc khác, tôi cũng đang gấp nữa. Tức là tôi nghỉ luôn rồi đó, tôi nghỉ luôn giảng tới giờ tôi nghỉ rồi, nhưng mà tôi sợ
bị kiểm điểm, không đủ tiếng. Cộng lại với bên dân phòng họ rầy tôi, mà họ rầy tôi rầy lại cái gì, cái gì mệt lắm á. Thế là mày ráng mày chịu khó ngồi đi, đừng nói gì đâu á, đừng nói hết giờ hết ngày đó. Tôi giảng một mạch tới 3:30 nghỉ, nhưng đừng nói ai tôi giảng tới 3:30 nha, nó sẽ đúng 4:15 mới nghỉ. Lát 3:30 nhanh kịp không? Không kịp hả? Rồi hơi đi nhanh đi. Điểm danh xong vô ngồi lại nha. Đi nhẹ thôi, rồi tôi tiếp tục tôi giảng. Ai điểm danh cứ điểm, tôi giảng. Chép bài. Chú Hàng, Phật dạy chúng tỷ kheo. Phật dạy chúng tỷ kheo về kẻ ngu người trí. Về kẻ ngu người trí. Phật dạy chúng tỷ kheo về kẻ ngu người trí. Ba đặc điểm kẻ ngu là nghĩ dấu ngã phải nói phải làm ác. Hiện tại có ba khổ. Khi nghe chuyện liên hệ. Phật dạy chúng tỳ kheo về kẻ ngu người trí. Ba đặc điểm kẻ ngu là nghĩ nói làm ác. Hiện tại có ba khổ. Khi nghe chuyện liên hệ những việc ác mình làm. Khi nghe chuyện liên hệ những việc ác mình làm. Khi nghe chuyện liên hệ những việc ác mình làm. Khi thấy kẻ như mình bị phạt bằng cực hình. Khi thấy kẻ như mình bị phạt bằng cực hình. Bị phạt bằng cực hình.
bị phạt bằng cực hình. Khi tâm tư bị ám, khi tâm tư bị ám bởi tội lỗi đã làm, 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 như xế chiều bóng núi, như xế chiều bóng núi, như xế chiều bóng núi, chết tái sanh cõi dữ, chết tái sanh cõi dữ, đọa địa ngục bàn sinh, đọa địa ngục bàn sinh, đọa địa ngục bàn sinh, theo nghiệp trước kia tạo, theo nghiệp trước kia tạo, đã đọa vào cõi ấy, thì khó lại làm người, thì khó lại làm người, thì khó lại làm người. Thì khó lại làm người. Thì khó lại làm người. Rùa mù gặp lỗ ván, lỗ vô ngã. Rùa mù gặp lỗ ván. Rùa mù gặp lỗ ván. Ván không có rê. Rùa mù gặp lỗ ván, trôi nổi giữa biển khơi, trôi nổi giữa biển khơi, trôi nổi giữa biển khơi, đến khi là được làm người, đến khi được làm người, tái sanh nhà hèn hạ, tái sanh nhà hèn hạ, đến khi được làm người, tái sanh nhà hèn hạ, lại làm ác lại đọa, lại làm ác lại đọa, tình trạng thê thảm hơn, tình trạng thê thảm hơn, kẻ thua căn bạc lớn, kẻ thua canh bạc lớn, kẻ thua canh bạc lớn, đấy bức tranh toàn vẹn hoàn cảnh của kẻ ngu, hoàn cảnh của kẻ ngu. Tôi nhắc lại về cái cảnh khổ địa ngục, là khi mình chết thì xa về địa ngục á, thứ nhất là địa ngục năm cõi, là quỷ sứ lấy cục sắt lung đỏ, lấy cái cục sắt lung đỏ đóng vào bàn tay, hai bàn tay hai bàn chân địa ngục,
Nhưng mà chúng sinh ở đây không chết, không chết, bị nghiệp nó còn, nghiệp ác nó còn, cái quả ác nó còn, quả ác, nghiệp ác đã làm rồi thì cái quả ác nó còn, nó chưa chết. Giống như cái tuổi thọ của cái quả báo nó chưa hết, cho nên là không chết. Từ cái ý tưởng này hôm qua tôi có nói với cái lớp kia là cái sức phẩm, cái bài pháp mang tên là thèm chết. Thèm chết, thèm chết. Tại vì nó bị thích, đau khổ thì nó không chết, nó chết rồi, nó không chết, nó sống rồi. Đó. Giống như một cái người vợ, một người chồng mà sống trong gia đình, người chồng bính hoài, đánh hoài, ngày nào đánh mà không chịu bỏ, nghiệp nó chưa hết. Vì thế này, dù như có một người tử sanh ra trong một phòng với một người bộ mà sư phụ tốt thầy cái này nó chửi tử hoài, mà tử làm bỏ sư phụ này không chịu bỏ bà chùa khác. Vì thế cái nghiệp của sư phụ của thầy tử này, sư phụ này cũng có. Mà là cụ thể như cái người vợ bị chồng đánh đến ngày nào đó, có những người vợ gì biết không, là chạy lên gặp chúng tôi than khóc, chúng tôi bảo thôi bỏ đi, mà cuối cùng nó ra bỏ không được đó. Thì cũng vậy đó, mình sanh mình địa ngục bị quỷ sứ nó hành phạt như vậy, nhưng mà chúng sanh này không chết, phải sống để mà tạo quả. Cho nên tôi có ý tưởng là tôi sẽ chọn một bài pháp mang tên là thèm chết. Trong trường hợp này dựa theo bài kinh này để chọn bài pháp thèm chết, ai mà thèm chết cũng cùng sẽ thèm chết, nhưng trong trường hợp này là thèm chết đó. Rồi tôi chọn bài pháp là hỷ xã hay sĩ bả. Tôi nghe các thầy còn trước đại ở miền Bắc, ở Hà Nội ông có nói cái câu đó trong cái dịp ra mắt bàn pháp Trung Ương, thì ông có nói cái hỷ xã hay sĩ bả. Nghe nó hay quá, tôi chọn bài pháp hỷ xã hay sĩ bả. Mà tôi giảng mới giảng kỳ rồi ở chùa Xá Lợi hết một tí rưỡi rồi, mà tôi thấy ở dưới, đã nghe chăm chú dữ lắm, say sưa dữ lắm. Bởi vì nào mà có dịp lên mạng nghe có ghi hình rồi có đưa lên rồi, mà hôm đó cũng có trực tiếp livestream nữa. Có một bài tiếp theo mà mới có nghĩ ra cái tựa đề mà chưa ra cái dạng, chưa ra dạng bài, là làm khách hay làm chủ, làm khách hay làm chủ. Bây giờ với thầy với cô muốn làm khách hay làm chủ, làm khách nó khỏe, làm chủ nó mệt. Và nội dung bài hát đó tôi sẽ phân tích cho quý vị. Làm khách dầu mình làm chủ trì của ngôi chùa, mình cũng làm khách thì nó khỏe hơn làm chủ. Nhớ nha, hôm nay tôi nhắn gửi cho quý vị trụ trì tương lai các chùa đó, là nhớ làm chủ trì làm khách nó khỏe, làm chủ nó mệt. Và hiện nay tôi đang áp dụng cái pháp môn đó, làm khách tôi làm chủ. Mà giờ tôi trụ trì chùa nhưng mà tôi làm khách ra cũng làm chủ. Tôi đi hoài hỏi sao đi, nó đi hoài để bốc đi luôn nó dễ. Làm khách là dễ đấy, làm khách là mình không có dính mắc cái chùa của mình, cái phòng của mình. Ví dụ đang ở cái phòng cái túc xá này, quý vị làm khách hay làm chủ? Nên có người cũng làm chủ đó, làm chủ 4 năm đó. Nếu mà hết, làm khách nó khỏe. Như cái phòng ở trên này, học viện cấp cho tôi một cái phòng nghỉ đây, tôi làm khách cho nó khỏe, nó không có bận tâm gì đó. Nhưng mà tôi về cái phòng tôi ở cái chùa tôi làm trì tôi mệt chứ lắm. Cái phòng này không có tôi, tôi nghĩ là của tôi chứ không có làm chủ. Mà hãy tôi nghĩ của tôi là thuộc về con ngã rồi. Ê tăng má, cái này là của tôi. Ê sang ai biết cái này là tôi. Ê sư má ta tiếc cái này linh hồn tự ngã của tôi. Nếu gì nghĩ cái thân này mà gì là khách thì cái gì không có giận ai. Ta có chửi mình cũng không giận. Mình là khách mà đâu có chủ đâu. Mình là khách của cái thân này mà đâu có chủ đâu mà giận. Đúng không? Sao vậy ngu quá vậy? Không hiểu hả? À tôi chửi gì ngu quá vậy mà gì không giận là làm khách chứ không làm chủ. Làm chủ, tại sao không chửi tôi? Tại sao ông thầy lại chửi tôi?
Và ở đó mình làm chủ, tôi chửi tôi nó chủ, còn chửi khách thì đâu có giận đâu. Tôi nghĩ là cái đề tài này tôi thấy, mà cái đề tài này tôi dựa theo cái bài pháp của ngài Atincha Thái Lan: đừng biến khách thành chủ, đừng biến khách thành chủ. Ngài làm có mấy vòng à, ngài giảng có mấy vòng, và tôi phải làm sao tôi sản xuất được 90 phút một bài giảng 90 phút, giống như hỷ xã sĩ bả. Mà tôi cũng ngờ tôi giảng một cái bài có 4 từ, có 5 từ chứ, hỷ xã hay sĩ bả, mà tôi giảng say sưa 90 phút, lúc ai nhập tôi hay sao á. Quý vị có nhớ nè, để cái môn đi thuyết pháp giảng kinh phải có người nhập vô mới giảng được. Ông thầy Trí Huệ đó, ông có người nhập đúng đó, ông thầy Trí Huệ đó. Ông thầy Trí Huệ đó, ông có người nhập đúng đó, ông mới giảng nghe là vậy đó. Thì ông học có 7 mà, ông học 7 tôi có giảng bài cho ông mà. Mà giờ tên tuổi của ổng là đi bay bay xa bay cao, còn tên tuổi của tôi lẹt đẹt đâu dưới đất này. Ông đã có nhập, có người nhập. Có nhiều khi thầy đi về ông lãnh chỗ cho tôi đi giảng đó, cứ ta mời ông kêu tới, ông bận kêu alo nó thỉnh gọi đi giảng giùm. Mà ông là học trò mình mà bây giờ ông phải lãnh đám cho mình đi cúng. Ông kêu đệ tử, ông kêu tôi một sư ông mà. Ông kêu mấy người đệ tử, mấy thầy đệ tử của thầy Trí Huệ, kêu thượng tọa là sư ông á, kêu thầy là sư phụ, kêu thượng tọa là sư ông á. Sư ông là ông sư gì nữa. Hôm nay tôi có bài pháp mới nha, thèm chết. Dựa theo bài kinh này, thèm chết. Khổ quá thèm chết. Chết rồi. Em mà đóng cục sắt nung đỏ và hai bàn tay, hai bàn chân, cái ngực mà cuối cùng cũng chịu chết. Thấy không? Không chết. Đến khi ác nghiệp của nó chưa được tiêu trừ. Nguyên văn câu kinh gì đó. Rồi sau khi mà nó hết cái ác nghiệp, cái địa ngục năm cặp rồi á, thì nó chuyển qua địa ngục. Gọi là tại địa ngục. Đó. Xin lỗi. Địa ngục năm cọc xong rồi, nó qua cái địa ngục gọi là một cái địa ngục kế bên. Nó vừa ra khỏi địa ngục năm cọc thì bắt đầu nó tiếp tục đi tới địa ngục tiếp theo, cho nó không ra khỏi được địa ngục. Người giữ địa ngục là quỷ sứ, bắt nó nằm xuống và lấy búa chặt nó. Mình sợ ha. Tất cả những cái hình ảnh mà người ta vẽ địa ngục, người ta dựa kinh này. Ở Thái Lan cũng có, ở Suối Tiên thì cũng làm cái mấy cái địa ngục này, họ dựa kinh này họ làm. Quý vị đi địa ngục Suối Tiên chưa? Chưa. Bữa nào tỉnh quý vị đi nha. Cứ đi rồi alo tôi sẽ báo cho bảo vệ nó cho vô miễn phí. Đi địa ngục mà tốn tiền nó đi chứ. Tại tôi quen mấy người đó, quen với cái chủ Suối Tiên đó. Cái người con ruột của chủ Suối Tiên nó xuất gia làm ni rồi. Tôi hiếu á. Nhưng mà tôi nói gì chứ, tôi chưa vô địa ngục Suối Tiên đó. Chưa vô. Tôi nghe mấy người ở chùa tôi đi nói ghê lắm, rùng rợn lắm, tôi sợ hết. Tôi không dám đi. Lấy búa chặt nó, nhưng nó không thể mệnh chung, tức là không thể chết, cho đến khi ác nghiệp của nó chưa được tiêu trừ. Ở đây mình chặt cái chết liền, mà ở đây thì địa ngục chặt không chịu chết. Thèm chết. Thèm chết là gì? Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược nó, chân phía trên đầu phía dưới, và lấy búa chặt nó, nằm chặt, dựng ngược chặt, thấy không? Mà cũng không chết.
Người dưới địa ngục cột nó vào một chiếc xe, kéo lên kéo xuống, trên đất đã đốt cháy mà buộc vào trên. Rồi đẩy lên trên sườn núi, kéo xuống, đẩy lên kéo xuống. Mà sườn núi này là than hừng, là than hừng. Và quăng nó vào một vạt dầu bằng đồng đun đỏ mà nó cũng không chết được. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục. Ở đây nấu với vạt nước sôi sùng sục. Khi thì nổi lên, khi chìm xuống, khi trôi giặt ngang mà cũng không chịu chết. Thèm chết. Rồi, người dưới địa ngục quăng nó vào đại địa ngục. Có bốn góc này, đại địa ngục 16 cây số. Mỗi do từng 16 cây số. 100 do từng 1.600 cây số. Ở Sài Gòn, Thủ Đức là 16 cây số. 100 lần như vậy đó. Mà xung quanh toàn sắt không. Ở trên sắt nền la phòng cũng sắt, mái cũng sắt, tường cũng sắt, nền cũng sắt. Cháy đỏ rực. Đó. Mà khi thì nó vừa chạy ra là cửa đóng sầm ra, cái này nó không được. Rồi lâu thật lâu thì cửa phía đông mở ra thì chúng sanh địa ngục chạy ra đó, thì giờ tới lỗ đóng cầm cái. Cái đoạn này là trong kinh Thiên Sứ có mô tả. Đoạn này trong bài kinh này không có mô tả, nhưng trong bài kinh Thiên Sứ tôi giảng qua đó, bài kinh tiếp theo đó 130 nó có mô tả. Rồi tiếp theo là bàn xanh. Bàn xanh này kể hết rồi đó. Giờ tới phần thứ hai thì chết tiếp. Người trí có đặc điểm. Người trí có đặc điểm. Nghĩ nói làm điều lành. Người trí có đặc điểm. Nghĩ nói làm điều lành. Hiện tại có ba vui. Hiện tại có ba vui. Khi nghe chuyện liên hệ. 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 Các ác mình đã bỏ. Các ác mình đã bỏ. Các ác mình đã bỏ. Thấy kẻ bị trừng phạt. Thấy kẻ bị trừng phạt. Do ác hành đã làm. Tự xét mình không vậy. Tự xét mình không vậy. Và do không cần phải. Và do không cần phải. Tâm tư luôn em vui. Tâm tư luôn em vui. Chết sanh vào phải đời. Chết sanh vào phải đời.
hơn cả Diễn Lương Quân. Hoàn cảnh của người hiền, chấm hết. Hoàn cảnh của người hiền, chấm hết. Trong kinh này nó cho chúng ta một cái thông tin rất là quan trọng và cũng được xem như là mới của chúng ta, là gì? Trong này có một cái thông tin, một cái chi tiết, là gì? Cái người sanh ở địa ngục, từ địa ngục, từ làm người sao bị làm ác sanh địa ngục, từ địa ngục sanh làm người đó lại, thì người này nghèo khổ, xấu xí, đúng không? À, còn cái người mà từ cõi trời mà sanh làm người, người đẹp đẽ, giàu có, sanh trong gia đình quyền quý, đúng không? Cho nên quý vị gặp cái người mà sanh ra mà đẹp, là người đó mình thấy rằng trước đó họ ở cõi chư thiên rồi, à chư thiên, hoặc là sanh vào gia đình quyền quý giàu có sang trọng thì họ cũng là ở cõi chư thiên xuống. Chứ nếu mà người từ địa ngục mà sanh làm người mà thì cái điều kiện tiếp theo của nó là phải nghèo xấu, à, hết cái quả báo địa ngục rồi sanh làm người lại do nhờ cái phước báo khác thì cái người này cũng gặp cái trở ngại này. Cho nên quý vị gặp mấy cái người mà sanh ra mà xinh đẹp này kia mà đi tu vô lớp mình học này kia là mình phải nghĩ họ là giống như tiên nam bị đọa, tiên nữ bị đọa, đúng không? Tiên nam bị đọa, tiên nữ bị đọa, mình phải chúc mừng họ chứ, chúc mừng họ là trước đó là họ là chư thiên, họ sinh ra làm người thì họ còn gọi là gen di truyền mà nó còn cái quạt còn quanh cái quạt này mà tắt cái mà nó còn quay đoạn nữa nó mới tắt luôn. Rồi khi họ xuống làm người mà do họ đẹp, mà do họ giàu có sang trọng nhưng mà họ làm ác nghiệp thì cái người này gọi là từ chỗ tối đi đến chỗ, từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Nên có một đoạn kinh khác đức Phật dạy có bốn hạng người: người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, và người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Trường hợp này nếu họ là chữ thiên xuống, họ xinh đẹp, họ giàu có, họ sang trọng, người này gọi là từ chỗ sáng đi đến chỗ tối nếu họ làm ác nghiệp đó. Cho nên quý vị thấy những cái bài kinh ở đoạn này, bài kinh ở đoạn kia, bài kinh ở đoạn nọ, tổng hòa lại
thì nó là ăn khớp với nhau, ăn khớp với nhau. Nhưng 152 bài kinh này nó cũng ra, nó đâu phải là một bài kinh, nó có 152 bài. Nhưng nếu gì học hết 152 bài kinh này rồi, tổng hòa lại 152 bài kinh này nó thống nhất với nhau, thống nhất với nhau. Thưa quý vị, đoạn sau của chúng ta là gì đây? Người hiền. Này các tỳ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, đặc ấn này của người trí. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, người trí tư duy thiện, tư duy nói lời thiện ngữ, hành ác thiện, hành các thiện hành. Này các tỳ kheo, nếu người trí không tư duy, người trí không tư duy thiện tư duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các thiện hành, thời làm sao người kẻ trí biết được người ấy, vân vân. Nó giống như trên. Người trí này các tỳ kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại lạc hỷ. Nếu người trí ngồi giữa hội chúng hay ngồi bên đường có xe cộ đi qua, có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về nó. Nếu người trí này các tỳ kheo từ bỏ sát sanh, vân vân, người trí ấy suy nghĩ như sao? Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi ta, và ta có những pháp ấy. Này các tỳ kheo, đây là loại hỷ thứ nhất, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. Tức là khi mà ai nghĩ đến mình thì họ nghĩ mình là cái người không ác, không sát sanh, không trộm cắp, vân vân, thì đó là cái niềm vui thứ nhất, cảm thọ hỷ thứ nhất. Thứ hai là cái người ngu thì bị hành phạt, nhưng mà người trí là không bị. Ta không có những pháp ấy. Này các tỳ kheo, đây là loại hỷ thứ hai, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. Và người ngu á thì bị suy nghĩ về cái điều, người ngu á thì suy nghĩ về cái điều bất thiện, và là bị những cái áp lực của cái suy nghĩ đó. Người trí thì ngược lại, do không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, do làm điều phước, điều thiện, điều chống sợ hãi, được đi đến thiện thú. Thiện thú ấy sau khi chết ta được đi, vị ấy không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đấm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các tỳ kheo, đây là sự hỷ lạc thứ ba, ngay trong hiện tại người trí cảm thọ được. Người trí không có cảm thọ cái sự quan hỷ là không rơi vào các khổ cảnh đó, mà được sanh vào nhàn cảnh. Thì khi nghĩ tới đó, người trí có sự quan hỷ thứ ba. Này các tỳ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về vị ấy, phải nói rằng vị ấy hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. Cũng như muốn nói một cách đúng đắn về thiên giới, phải nói rằng thiên giới hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý.
Về vấn đề này, này các tỳ kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều sự an lạc của thiên giới. Ở đây mình là con người nói mô tả cái sự an lạc của cõi trời là cũng khó, mà cõi trời cũng nằm trong tam giới, nhưng mà nó cũng là cõi an lạc, và mình mô tả cũng không được. Hy vọng là trong số những người mình ở đây sau khi chết sẽ sanh gặp nhau cõi trời hết. Đó là một cái niềm hy vọng mỏng manh vậy thôi. Bà Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một thí dụ được không? Ví như vị vua Chiến Lưng Vương có đầy đủ 7 món báo và 4 như ý đức do nhân viên ấy cảm thọ lạc thị. Thế nào là 7? Ở đây này các tỳ kheo, vua Sát Thế Lị làm lễ quán lãnh vào ngày Bồ Tát trăng rằm, sau khi gọi đầu lên cao điện để trai giới, thời Thiên Lưng báo hiện ra đủ 1.000 cổng xe với vành đai, trục xe đầy đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua Sát Đế Lị làm lễ quán lãnh, suy nghĩ: ta nghe như vậy, khi một vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán lãnh vào ngày Bồ Tát trăng rằm, sau khi gọi đầu lên cao điện để trai giới, nếu có Thiên Lưng báo hiện ra đủ 1.000 cổng xe với vành xe và trục xe đầy đủ mọi bộ phận, hời vị vua ấy là Chuyển Lương Dương. Như vậy ta có thể là vị Chuyển Lương Dương. Này các tỳ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán lãnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm bình nước và tay phải rưới nước trên xe báo và nói: này xe báo hãy lăn khắp, này xe báo hãy chinh phục. Và dưới tỳ kheo, xe báo lăn về hướng đông, và vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán lãnh cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Và này các tỳ kheo, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Sát Đế Lị làm lễ quán lãnh an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này các tỳ kheo, các địch vương ở phương đông đến yết kiến vua làm lễ quán lãnh và nói rằng: hãy đến đây đại vương, quan nghinh đón mừng đại vương. Đâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh nói rằng: không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tàn hạnh, không được nói láo, không được uống rượu, hãy ăn uống cho thích nghi. Này các tỳ kheo, tất cả địch vương ở phương đông đều trở thành chư hầu vua Sát Đế Lị. Chuyển lên Thánh Vương là cái gì? Vua mà coi cả hàng trăm chư hầu. Này các tỳ kheo, rồi xe báo ấy lặn xuống biển lớn ở phương đông, rồi nổi lên và lặn về phương nam, lặn xuống biển ở phương nam, rồi nổi lên lặn về phương tây, lặn xuống biển lớn ở phương tây, rồi nổi lên và lặn về phương bắc. Và vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Này các tỳ kheo, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này các đại vương, này các tỳ kheo, các địch vương ở phương bắc đến yến kiến vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh và nói: hãy đến đây đại vương, quan nghênh đón mừng đại vương. Đâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn chúng tôi, vân vân. Lại nữa, này các tỳ kheo, do báo xuất hiện cho vua Sát Đế Lị, thường trắng, 7 sứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không, và tên là Uposanha. Thấy do báo, vua Sát Đế Lị sanh tâm quan hỷ và nghĩ rằng: lành thay, được cõi con voi ấy nếu nó chịu sự điều ngự. Và này các tỳ kheo, như một con hiền tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báo ấy tự đến để chịu điều ngự. Này các tỳ kheo, ở xưa vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh để thử voi báo này. Sáng sớm cõi voi đi khắp quả đất cho đến khi hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này các tỳ kheo, như vậy là sự xuất hiện do báo của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này tỳ kheo, ngựa báo xuất hiện, châu báo xuất hiện, nữ báo xuất hiện, cư sĩ báo xuất hiện,
Này tỳ kheo, thở xưa vua Sa Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báo này, liền cởi thuyền chèo ra dưới sông Hằng và bảo cư sĩ báo: này cư sĩ, ta cần vàng, đâu đại dương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây. Này các tỳ kheo, khi ấy cư sĩ báo thập hai tay xuống nước, nhấc lên một ghe đầy cả vàng ròng, rồi tâu với đại dương đã làm lễ quán đảnh. Tâu đại dương như vậy đã đúng chưa? Tâu đại dương làm như vậy đã đúng chưa? Vua Sách Đại Lị trả lời: này cư sĩ, như vậy là đủ. Này cư sĩ, làm như vậy là được rồi. Này cư sĩ, cúng dường như vậy là được rồi. Cư sĩ báo, cư sĩ báo là những người cư sĩ để báo vật mình cần, mình nói là họ sẽ đưa, sẽ làm ra có. Ở đây nó có voi báo, ngựa báo, này có cư sĩ báo. Cũng giống như cái người nào có phước làm điều là điều thiện, mà có phước, có những người cư sĩ hộ trì, có những người Phật tử là những người mà hộ trì cho quý vị. Quý vị cần nhiều gì nói là người ta cứ đưa ra rồi, nếu mình có phước. Còn nếu mình vô phước đó, mình nói không ai đưa cái gì đó. Mà tôi thấy y như vậy đó. Tôi thấy như hòa thượng viện trưởng ở đây, hòa thượng nói cái là có người đưa, mà không đưa lấy tiền đâu mà xây cái học viện này. Vì thế nó cư sĩ báo là báo vật, cư sĩ là báo vật. Bây giờ mình quý vị nói thử, quý vị cũng là thầy đó, quý vị nói thử coi ai đưa làm nào không? Nhưng hòa thượng viện trưởng nói là ta đưa vậy đó. Nhưng hòa thượng nói tôi bây giờ anh siêu của chánh làm trưởng khoa Bali, bây giờ trong khoa có 30 người, mỗi người siêu lo cho tôi 10 triệu, đóng tiền ở đây để nuôi ăn cho mấy người này, tiền điện nước, để tôi có chạy 300 triệu, đúng không? Chứ người khác nói một đồng cũng có, nhưng hòa thượng nói cô phải ráng chạy cho có, vì thế cái người có phước vậy đó. Người có phước là người ho ra bạc, khả ra tiền. Người vô phước là khả ra cho, ho ra máu, đúng không? Tôi thấy vậy đó. Hòa thượng nói với thầy Nhật Từ, khoa triết học là bao nhiêu người, 100 mấy chục người đó, là mỗi người 10 triệu, thầy cũng phải góp vô cái tỷ bạc. Thầy Từ cũng thuộc dạng là number one đó, cũng là dạng ho ra bạc, khả ra tiền, đúng không? Tức là thêm tiền tỷ. Nhưng mà trên tôi thầy Từ là con hòa thượng viện trưởng, hòa thượng nói một cái là nó ra tỷ. Mình nói một cái là có 50 ngàn, 30 ngàn, thấy không? Còn quý vị nói cái tên là có 5 ngàn, 3 ngàn. Nên cái phước báo này, phước báo cái gọi là người hiền, người trí. Người trí là thân làm việc lành, khẩu làm việc lành, ý làm việc lành, thì cái quả của việc lành đó thì nó ra vậy đó. Nó ra quả báo vậy đó. Cho nên tại sao mình phải làm người trí, làm người hiền, để mình có được cái quả báo như thế này đó. Tôi thấy có nhiều vị thầy hòa thượng thiên tọa ở miền Bắc nha, họ cũng là thuộc dạng là có những cư sĩ báo, họ làm những cái chùa lớn 50 tỷ, 100 tỷ, mà họ nói cái là những ông đại gia, những bà đại gia là buông vua tiền là làm. Còn có nhiều vị mình không có cư sĩ báo, không có cái phước báo gì, biết không? Làm cái chùa 20 năm mà cũng còn danh gọi là tranh tre rồi là nền đất thôi, không có. Có nhiều vị quý vị biết không, làm cái nhà ăn, cái nhà bếp không mà cả năm rồi chưa lọt con được. Này các tỳ kheo, tướng quân báo xuất hiện. Tướng quân báo, tướng quân báo xuất hiện. Bốn như ý đức, bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Bốn như ý đức. Bây giờ nghe kỹ nha, bây giờ có cái ý đức nào nha: đẹp trai, khả ái,
cử chỉ thanh lịch, sắc diện tiệt lưng, thấy xa hơn người. Này các tỳ kheo, đó là như ý đức thứ nhất. Vì có không? Không. Nói gì lớn dữ vậy ông? Này các tỳ kheo, lại nữa, vua Xá Lợi Lị làm lễ quán đảnh sống lâu, tuổi họ thắng xa của người khác. Ý đức thứ hai, ý đức thứ nhất là xinh đẹp, thanh lịch. Xinh đẹp là cả thanh lịch, sắc diện, tuyệt lưng. Ý đức thứ hai là gì? Đó là sống lâu. Quý vị có sống lâu không? Sao nói lớn lên? Sống lâu không? Rồi, xin chia buồn trước nha. Ý thứ ba, ít bệnh, ít tai ương. Đó, ở đây có ai bệnh đưa tay dùng coi. Khỏe hết hả? Rồi, có cái ý thứ ba rồi đó. Chúc mừng anh. Thứ tư, được các vị Bà La Môn, thí chủ ái kính yêu mến. Đó, quý vị có thấy có thí chủ nào yêu mến, quý kính yêu mến không? Không, thôi xin chia buồn luôn. Bảy món báo và bốn ý đức. Bảy món báo, bốn ý đức, đó là cái quả báo của người hiền, người trí. Bảy món báo nãy kể rồi đó, là tướng quân báo, là cư sĩ báo, rồi vân vân. Thì đọc kỹ bài kinh này nha. Rồi bốn những ý đức nãy tôi nói rồi đó, là xinh đẹp, tuổi thọ, rồi là ít bệnh, rồi là yêu mến, được yêu mến. Đức Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, hòn đá lớn bằng bàn tay, và nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ngươi như thế nào, cái gì lớn hơn, hòn đá này hay là trong bàn tay của ta, hay là núi Hy Mã Lập Sơn? Thật là quá nhỏ bạch Thế Tôn, là hòn đá này trong tay của Thế Tôn lượm lên để so sánh với Tuyết Sơn, vua các loài núi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một phần ngàn vạn lần của núi tuyết, nó không thể so sánh được. Cũng vậy này các vị kheo, vị vua chuyển lưng với bảy món báo và bốn như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ ấy sanh với thiên đàng, không đáng kể gì, không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Hồi nãy quý vị nghe bảy báo rồi bốn ý đức là mình cũng không có rồi, nhưng mà so với cái thiên lạc, với cái hạnh phúc của trời thì nó cũng giống như cục đá so với đại với núi Hy Mã Lập Sơn rồi. Đó. Mình học về cái đoạn kinh này mình thấy cũng nên chứ ha, ráng tu ráng kiếm phước, có phước để sanh lên để hưởng được cái thiên lạc, đúng không? Hưởng được làm vương vua, chỉ được vương là cũng khó rồi. Sinh ra là người đẹp, rồi người sống lâu, người được nhiều người yêu mến, rồi ít bệnh là cũng khó rồi. Rồi được bảy báo, tướng quân báo, cư sĩ báo, vân vân. Nhưng mà cái này nó còn lớn hơn nữa, đó là cõi trời. Cõi trời. Hy vọng là sau khi chết là mình sẽ gặp nhau trên cõi trời để hưởng cái thiên lạc. Đúng không? Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên xin lụa thước tha mặt đường. Mình xem như đây là một đoạn để mô tả ở trong so sánh giữa cái phước báo của cõi người, phước báo của vua chuyển lưng thánh vương và phước báo của cõi trời. Và cái này á, để quý vị tiếp nhận, để khi mình nói chuyện với Phật tử, để mình dẫn chứng ra,
để cho người ta có cái tinh thần ráng tu, ráng xa việc ác, ráng làm việc lành. Quý vị trình bày hai cái phần này, một cái phần người hiền, phần người ngu và người hiền. Trình bày phần người ngu để cho người ta tránh cái việc ác, để không bị đọa. Trình bày phần người hiền để cho người ta nương theo đó để người ta tu và người ta hưởng được cái thiên lạc. Này các tỳ kheo, người có trí ấy nếu sau một thời gian rất lâu dài sanh được làm người, người ấy sanh trong một gia đình cao quý, vua chúa, đại gia, hay bà la môn đại gia, hay cư sĩ đại gia, giàu có, tài sản nhiều, tài nguyên nhiều, vàng và bạc phong phú, tài vật phong phú, lúa tóc phong phú. Hơn nữa, vị ấy đẹp trai, đẹp trai đẹp gái nữa, chứ không đẹp trai không nha, khả ái, dễ thương, đầy đủ dung sắc, tối thượng. Người ấy nhận được đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường, chú sứ, ánh sáng. Vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Sau khi thân ngoại mãn chung, rồi sanh vào, sanh lên thiên giới, thiên thú. Như vậy, này các tỳ kheo, một người đánh bạc, chính trong canh bạc thứ nhất, độ xuất sắc, được tiền bạc nhiều. Thật là quá nhỏ này các tỳ kheo, canh bạc ấy, nhờ canh bạc đầu tiên này, người đánh bạc ấy được tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh bạc ấy là canh bạc, nhờ đó người trí sau khi hành thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân quại mạng chung, cho nên thiên thú, thiên giới khỏi đời này. Này các tỳ kheo, đây là địa vức hoàn toàn viên mãn của bậc cô trí. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hết bài kinh. Còn 5 phút nữa mình đọc chung cái bài kinh này rồi nghỉ. Phật dạy chúng tỳ kheo hài bậc. Cộng vô 50 điểm là 10.
10 điểm. À, các cái vị mà ngồi thiền đầu giờ cho cái vị 5 điểm. À, những vị mà tức là nói chung là các vị có ngồi thì các vị không ngồi thì mấy vị có ngồi thì cũng tràn qua, các vị không ngồi thì tất cả là được 5 điểm. Cộng cái bài thi thử của tôi là 10 điểm là 15. Cộng cái bài tập mà tôi cho làm để tôi về tôi nộp, tôi chấm là 10 điểm nữa là 25. Còn lại cả bài thi thiệt nó là 25. Tổng cộng là 50. Cái bài thi thử thế này: hãy mô tả cảnh giới địa ngục dựa theo hai bài kinh Thiên Sứ và Hiền Ngu trong kinh Tương Bộ. Hãy mô tả cảnh giới địa ngục. Hãy mô tả cảnh giới địa ngục dựa theo hai đại kinh, hai chấm Thiên Sứ phải Hiền Ngu trong kinh Trung Bộ. Chấm số ngàn. Thiên Sứ phải Hiền Ngu trong kinh Trung Bộ. Chấm số ngàn. Số ngàn ghi: bài làm không xem tài liệu. Chuẩn bị sẵn hết đó, học một lần đi, nhất là các địa ngục học cho thuộc để mà nhớ để mà tránh, hoặc là học cho thuộc làm quen để hút xuống. À, cái này quen rồi, có học rồi, quen rồi. Tức là trước tôi từ xa nó có hai việc phải làm. Một là tôi sẽ cho tôi ngồi đây, tôi làm giám thị luôn, hiểu không? Ai làm tài, giữ tài liệu tôi cho kể như là đình chỉ thi hết, đình chỉ làm bài hết, là không, cái bài đó không điểm rồi đó. Thì bây giờ phải học một lần cái đoạn kinh địa ngục này. Thứ hai là cái giờ sau tôi cho những câu hỏi ôn để mà làm để lấy làm điểm, đồng ý không? Rồi thôi ngồi xuống thì không có nghỉ sớm được, tại cái số tiết tôi nó thiếu, mà tôi cho cái gì nghỉ sớm mà tôi bị phạt vào kiểm điểm, cho nên là tôi không thể con nghỉ sớm được. Nguyện Hi, ông có gì nhấn máy con? Hả? Có gì nhấn máy con?